các bạn ơi, thì trên đường đi cái Củ Chi về đó thì Củ đây chạy ra sao luôn. Thì có ghé một cái quán gọi là quán nước mía, nghe nói quán nước mía giờ nổi tiếng lắm, nước mía Vườn Câu. Cái gì? Hầm nước cốt dừa gì? Đó thì anh Bảo anh nói là cái chỗ quán nước mía này rất 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 là đông khách, và hình như là trên mạng đã có một cái thông tin gọi là quán nước mía này là bán lời 500 triệu một ngày. Một tháng. Thì tò mò nhiều chuyện, xông vô kiếm tìm ra rõ nguyên nhân. Nay làm cảnh sát điều tra các bạn. Coi có phải là thực hư chuyện quán nước mía bán lời 500 triệu mỗi tháng như thế nào. Thì bây giờ mời tất cả mọi người cùng theo chân Ngọc, anh Bảo với lại chồng mình ghé uống nước mía. Sugar cane juice baby. And people said that this is famous. They sell many sugar canes a day, that they make like $25,000 per month for the profit. Yeah, so curious about it. Mình đang dịch cho chồng mình nghe là cái quán nước mía này nó có cái gì đặc biệt về quán nước mía này. Có gì khuôn viên á là nào giờ mới thấy quán nước mía bự vậy. Cái quán này giống như nhà hàng chứ đâu quán nước mía. Nước mía ngày xưa bạn thấy có một cái xe đồ đẩy nước mía đồ bình thường vậy thôi. Mà đây là nước mía đó các bạn. Đó, các bạn coi à, hai phần rác để xe mía xác mía kìa. Nói chung là ngoài nước mía ra thì cũng có bán những loại ăn vặt như là gì đây nè, bánh tráng nè. Đó, có bán thấy bán dừa rồi, dừa quá trời dừa, đây làm gì đây? À, nạo dừa, dừa nạo. Nhân viên quá trời nhân viên luôn. Ghế ngồi có bán nha gì đó. Bánh tầm bì, bánh đồ ăn nhiều. Trời ơi có camera luôn mới giữ kìa. Có bán sữa bắp ha. Sữa bắp với chè. Oh wow. Khoai mì. Các bạn thấy là các bạn chỗ bán nước mía thôi nha. Mà bên nguyên một cái dãy đất trống là cái bãi đậu xe của nước mía Vườn Cao. Trời ơi thấy ghê chưa? Nguyên một cái bãi đậu xe luôn, còn bên đây là một bãi riêng nha. Đây một bãi riêng để đậu xe hơi riêng. Bên kia là một bãi xe hơi riêng đậu xe bên kia. Wow. Rất là quy mô. Coi kìa. Ở còn đây bán gì đây? Ở đây bán có xe bánh mì. Có xe bánh mì bán nè. Công nhận Việt Nam mình tiện lợi ghê, còn nhìn ổ bánh mì thấy thèm ghê không? Bánh mì Việt Nam ăn ngon. Việt Nam mà chỗ nào cũng có bán bánh mì được. Còn ở đây thì bán mấy cái bánh gì đây? À đặc sản, chắc đây đặc sản Củ Chi các bạn. Đó, bánh tráng nè. Bánh tráng với muối, muối ớt. Muối ớt Tây Ninh. Wow. Đây các bạn, thì cộng với cái đó là có bán chè, xương sa, xương sáo, hụt lựu, bánh tầm bì. Đúng rồi, 2 ly nước mía sầu riêng ở đây là, đây nè, sữa bắp, sữa đồ nè, thấy không bạn? Có camera đồ luôn dữ dằn không? Còn đây là chỗ mà bán sắt mía đâu nè, xây mía bán sắt mía nè. Wow. Để coi có gì đặc biệt về ly nước mía này mà hấp dẫn quá ha. Đây là giống như một cái trạm dừng chân nho nhỏ. Bên đây bán nước ngọt rồi bình thường. Có chè, chè thật củ năng, chè xương sa, khoai mì nữa kìa, bánh tầm kìa. Có hoa thì cũng dừa nữa kìa, thử không? Thôi ngọc no quá. Thử cái chút cảm nhận cái nó thật 50 ngàn à. Biết, nhưng mà tại vì nó ngọc no á. Nhưng mà nếu mà Ngọc muốn thử là muốn thử bánh tầm bì á. Nếu mà cái đó là Ngọc muốn thử á. Tại nào giờ Ngọc ít ăn bánh tầm bì lắm, nên Ngọc không biết cái bánh tầm bì như thế nào. Đó, các bạn thấy không? Đây là không gian của quán, ai thích uống nước mía uống, ai thích uống cà phê, uống trà, ăn chè, ăn sâm đồ này kia hết nổi. Đây, này bà chạy ba nước mía ra lẻ quá. Baby, there's durian in the sugar cane too, but I don't order you that. Không, cho anh một cái bình thường đấy. Đó là cho anh một cái bình thường đấy. Oh, you wanna try the one with the durian?
Đây đây, hai ly nước mía sầu riêng. Đây nè, cho chồng mình nó uống thử nước mía sầu riêng. Nó mua uống cái mùi vị y như là, chưa, từ từ chờ chút. Uống cái mùi vị y như là cái gì đó. Nó y như là sầu riêng luôn. Mời các bạn nha. Có đậu xanh. Có xanh không? Có đậu xanh, béo béo lắm nè. Đậu béo nó cũng uống sầu riêng. Ly này là 15.000 ly nha các bạn. 15.000 Việt Nam đồng một ly nước mía sầu riêng. Mà giờ mà nếu mà người gặp nhiều bánh tập bì đâu có ăn không? Tập bì đó ăn cái gì ta? Ai biết. Nào giờ còn bánh ăn bánh tập bì nữa, còn bánh ăn gì ạ? À, ra miếng bảy chơi thử. Miếng bảy chơi thử đi. Ừ. Thử cho các em bạn ơi, biết bánh tập bì. Em cho anh một phần bánh tập đi. Dạ có, dạ có. Bánh tằm nước cốt dừa. Ai là đặc sản miền Tây, mại vô. Đây, nước mía của chồng mình ra đây. Nước mía thường, nước mía thường. Ok baby, that's normal. Good, right? Ở bên Mỹ á, mùa hè người ta bán nước mía là 4 đồng một ly, có nghĩa là hơn 80 ngàn một ly nước mía, mà chỉ có mùa hè mới bán thôi. Béo thơm sầu riêng. Mà không biết đậu xanh, không biết có không, mà nó có không, không thể nào nghe được cái mùi đó. Giờ là chờ bánh tầm bì ra để ăn rồi review cho tất cả mọi người xem nha. Đây là thiệt nhiều người dừng chân, người ta ăn quá trời luôn. Bởi vì rồi sao? Bạn có nghĩ là cái quán này là thu nhập 500 triệu một tháng không? Có hả? Có phải hơn. No, nhưng mà tại vì á, không phải là do là nước mía không, do nhiều điều nhiều lớn. Cái khác. Nhưng mà nó là đông kiểu này mà. Cái đó là bình thường. Đây là bình thường bây giờ này, nếu mà thu mua nguyên quán bây giờ, nếu như mà sơ sơ không đã 100 khách. Đã 100 hơn 100 khách. Mà tính đi, ly nước mía 15.000. Có gì đây? Ủa ra đây hả? Tầm bì ra đây hả? À các bạn, đây là tầm bì nè. Đây nè, bảo review tầm bì trước đi. Các bạn nha. Gì vậy? Nước dừa. Nước cốt dừa với mè. Béo. Mè, thơm, ngon. Ngon không? Ngon. Giờ tới Ngọc. Ok, anh Bảo đây, Bảo cầm đây là review bánh tầm bì. Nó được làm từ củ mì. Ở đây là, ở đây các bạn biết là củ chi mà. Củ chi là nổi tiếng làm dai, mì. Dai của cái củ mì. Đây, để mua món cho Huynh. Cảm ơn cô. Mắm gì tim gì đó. Nước cốt dừa. Với lại có dừa, dừa sắc ở trên nữa, có sợi dừa. Nó béo. Ừ. Cái quên ăn thử. Chồng mình uống ít uống nước mía lắm. Đây là baby, is it your first time drinking sugar cane? No? They remember they hả? Nước mía sầu riêng. Có ai muốn sầu riêng không? Trời ơi, có không?
có camera đồ này kia nọ đầy đủ rồi vẫn là cũng đi về mệt mà các nước ghé đây làm một đĩa tập thì những cái món dừa với một ly nước sầu riêng là tổng cộng 25.000 một người là cũng hợp lý. Không, ok hợp lý không? Mắc quá không? Không quá mắc quá không? Đúng vừa giải khát mà vừa có ăn uống nữa cho nó ok. Nó mát họng, nó mát lạnh nè. Mát lạnh mà nó béo, nó còn. Hả? Kiếm bia bao rồi. Chồng mình nói là lần đầu tiên uống nước mía Việt Nam. May mắn. Chuyến này về tới ăn gì cũng được, không có bè, không có đứa nào bị đau bụng hết á. Chồng mình cũng vậy hả bảo ha? Anh bảo chỉ khám phá được nhiều nơi không? Dạ, anh bảo hết. Bởi vậy để cảm ơn ông Quynh ơi. Mùi cá mông không có chi mùi à. Quay cho mọi người cùng xem chút. Nhân viên quá trời nhân viên luôn, cùng mặc chung một màu áo màu đỏ. Nhân viên làm chạy không kịp luôn. Thì thôi bây giờ thì vô đây bây giờ để quay cho tất cả mọi người xem review cái quán này thử coi sao. Thì bây giờ sẽ tính tiền rồi tiếp tục trên đường đi về. Jay đang đợi mẹ. Jay đang nhớ thương mẹ và ôm điện thoại hút mẹ. Thì để coi tính tiền hay tổng cộng bao nhiêu tiền các bạn. Đừng có điên quá các bạn. Tính tiền dạ 47.000. 47 ngàn đồng cho 3 ly nước mía. Ly nước mía thường như này chị? Dạ 10 ngàn. À ly nước mía thường là 10 ngàn. Còn ly nước mía có sầu riêng là 15 ngàn. Với lại bánh tâm mì 10 ngàn nữa. Cái khăn 2 ngàn. Cái khăn 2 ngàn nữa. Hợp lý duyệt. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã xem cái video clip này. Thì lâu lâu dừng chân lại thì ai dừng chân ghé quán em thì giới thiệu cho mọi người coi chút về cái quán nước mía. Hơn 500 triệu đồng tiền lời mỗi tháng. Quá nguy hiểm. Thôi chắc về Việt Nam bán nước mía quá. Bye bye mọi người nha. Làm gì nữa, làm gì nữa. Ừ, về Việt Nam em bán nước mía thôi.